xin à, chào quý anh chị các bạn trở lại với chân Hồng xe hơi à, hiện nay thì à, mình mua một mẫu xe hạng A giá đâu đó vào khoảng 500 quay đầu chúng ta có khá nhiều lựa chọn và à, tiêu biểu nhất là kể đến như là Vivat Fadin đúng không ạ nhưng mà trong video này thì em cập nhật nhanh anh chị một lựa chọn khá hay về Honda Brio à, hiện nay thì à, mẫu xe này là vẫn là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và cái mức giá ưu đãi khuyến mại trong tháng 1 tới khá là hot Thì uh, em có nhật nhanh cho anh chị uh, Với phiên bản Brio thì uh, em bán chạy nhất sẽ là phiên bản uh, Brio RS Tức là cái nóc sẽ là nóc cùng theo màu xe uh, Phiên bản cao cấp hơn thì uh, gọi tắt là phiên bản OP1 Thì uh, cái nóc sơn đen sẽ đắt hơn vào khoảng uh, 5-7 đến 7 triệu nhé Tùy theo màu Thường thì Honda màu đỏ đắt hơn khoảng uh, vài triệu đó, à, tất cả các phiên bản Brio hiện nay đều có mức ưu đãi tương đương với 100% lệ phí trước bạ. Tức là chúng ta lăn bánh chỉ cần cộng giá niêm yết vào khoảng 5 triệu đồng tiền chi phí đăng ký, đăng kiểm, hồ sơ giấy tờ thì chúng ta sẽ có chiếc xe đi và cái mức giảm giá này thì đi kèm với đó là mức trả góp tối thiểu cũng khá là thấp nhưng chúng ta chỉ còn chuẩn bị vào khoảng từ 100 đến khoảng 120 triệu đồng là thoải mái để xe lăn bánh xuống đường rồi Hiện nay thì Brio RS thì đang có mức giá Nên biết là 448 triệu đồng Thì chúng ta lăn bánh đâu đó vào khoảng tầm 500, 453 triệu đồng Đó phiên bản Đỏ hay cam thì là 450 triệu đồng Với phiên bản OP1 Nóc đen thì các màu cơ bản Sẽ là 452 triệu đồng Phiên bản màu đỏ hay màu cam thì Sẽ là 454 triệu đồng nhé Cái này thì bọn em giảm giá tương đương Với khoảng 10% phần trăm giá trị xe trừ thẳng vào giá bán nhé ngoài ra chúng ta có thể điêu thêm một chút phụ kiện à, tuy nhiên thì chúng ta lấy tất cả về tiền mặt thì bọn em vẫn xử lý được giá khá là đẹp và chúng ta có thể cân đối mua chiếc honda brio rs này à, xe khi mà mua về chúng ta chỉ cần độ thêm đâu đó như là dàn kính trải sàn à, ghế da các hành trình à, thật sự thì à, cá nhân em đánh giá đây là một mẫu à, hạng a hợp lý để chúng ta đi vì nó có ưu điểm khá là rộng rãi xé rất là rộng cá nhân em mét tám ngồi thì thoải mái nên là mình hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn cái mẫu honda brio này tất nhiên thì so về động cơ so về tính năng option có thể thua một chút về vi phát pha tuy nhiên thì anh chị mà đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe gia đình hay lần đầu mua xe chúng ta hoàn toàn có thể đặt lịch lái thử qua bên em nhé để được tư vấn và lựa chọn một cách tốt nhất cái nhu cầu mua xe của mình rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo